À, xin chào các bạn, hôm nay đại lý Cotto tương tích chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu chậu rửa mặt đặc biệt của Cotto mang cái mã hiệu của cái chậu là C0141 và chân ốp là C4241 à, Mẫu vòi lao bô gắn à, chậu này làm ở vòi lạnh mang mã hiệu là CT169HM Đây là một cái mẫu vòi chậu nước bán tự động của Cotto với chất liệu được làm bằng đồng thau mạ nickel và cái vòi này thì nó sử dụng cũng khá là dễ dàng khi các bạn nhấn và, và nút nhấn này thì nó sẽ xả nước rửa nước ra và nó thụt lại từ từ và nó ngắt nước à, giúp chúng ta có thể uh, tiết kiệm nước được hơn và cái mẫu uh, vò này thì gắn được cho hầu hết tất cả các cái chậu lavabo uh, gắn tường và còn, còn cái mẫu uh, chậu, uh, la, chậu rửa mặt là uh, C0141 này thì uh, nó kích thước chiều ngang là 55cm chiều rộng là 44cm và cái uh, chậu uh, rửa này là chậu chân lửng với cái chân ốp có mã hiệu là C4241 và thương hiệu của tôi là thương hiệu đến từ Thái Lan và sản phẩm của cô Tô sẽ được bảo hành 2 năm à, theo chính sách lưu hãng và nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm à, lavabo C0141 à, chân ốp C4241 và mẫu vòi lavabo CT169 HM này thì có thể liên hệ vào số điện hotline hoặc là truy cập vào sa tdm.vn đặt hàng trực tuyến cảm ơn các bạn theo dõi video này xin chào và hẹn gặp lại